kính chào quý đạo là truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đức Dũng. Thưa quý vị, trong tuần qua tổng thống Donald Trump bất ngờ nhá ra cái là ông muốn gặp ông tổng thống Nga Vladimir Putin trước ngày bầu cử. Wow. Dân Mỹ họ không ưa gì cái anh này, và anh này độc tài. Mà xong tông tông khoái chơi với anh này. Thì bây giờ đó một uh, giới chức ngoại giao của Mỹ đang làm việc với bên Moscow để coi có thể dàn xếp gặp được trước bầu cử hoặc sau bầu cử. Nhưng mà ông Trump có vẻ muốn gặp trước bầu cử để ghi điểm trong vấn đề chính sách ngoại giao. Thì chúng ta biết trong tuần qua là ông Trump muốn ghi điểm kiểu cái vụ mà các tiểu vương quốc Ả Rập bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel. Đây là quốc gia thứ ba trong vùng. Quốc gia đầu tiên là Ai Cập năm 1970, uh, nếu nhớ không làm là 78 hay 79 thời ông Carter rồi sau đó đến Jordan năm 1994 dưới thời ông Clinton và bây giờ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất năm 2020 dưới thời ông Donald Trump mà cái người mà làm cái người mà đứng sau lưng này chính là ông Jared Kushner phò mã là con rể của ông Trump à, thì ông Trump là đang đang cái đà đó, ông Trump muốn nói chuyện với Putin luôn à, nói chuyện với Putin luôn cho ngon là đã, đã, lỡ là chơi là tôi chơi sạch sạch nhưng vấn đề là nga có muốn gặp hay không nga chịu gặp hay không à, đó là cái vấn đề đắt giá hôm trước à, thì ngay mời bà Angela Merkel qua dự hội nghị G7, bà bảo Covid-19 không qua, không qua rút cho 10.000 quân, thực ra là sau này thành 12.000, cái tội không qua. Rồi sau đó ông bảo thôi, mời Putin qua họp G7 vào tháng 9, anh Putin thá đá một câu là dạ, em đi mình không được anh ơi, em đi phải có anh Tập đi với em mới đi được. <laughs> có anh tập mới đi được nhưng không có anh tập thì em không đi được mà thì bây giờ chưa biết tình hình chia bảy như nào nhưng mà cái tổng thống Đô Trump muốn gặp ông Putin là để vấn đề ngoại giao và muốn cái vấn đề gì kiểm soát hòa tiến à liên lục địa à, thì cái này đương nhiên cái anh mà để ý nhiều nhất là anh Bắc Kinh à, anh Bắc Kinh để ý ghê lắm bảo à ha. hai anh là tính chơi là đâm sau lưng tôi không cho tham gia thấy không nhưng mà một số người họ bảo là chắc cũng không đi về đâu bởi vì anh putin này anh khốn anh châm nhiều anh châm thì chỉ có <laughs> gọi là làm những cái gọi là cái gì những cái linh tinh lang tang hay mà nếu mà đi xa là thôi anh putin rõ ràng châm là bây giờ ngồi chỉ có mấy năm putin ngồi tới hai ba sáu còn anh tập là ngồi tới mãn đời không? giống như kim jong un là cái thua rồi thua rồi không cần biết anh là ai không biết từ đâu Thua là thua tôi có thích ông Trâm, tôi không thể khen Trâm, về lĩnh vực đó, ông Trâm là lĩnh hạng bét ông Trâm không làm được cái chuyện gọi là ngồi lâu lâu như putin đó. thế thì bây giờ đó anh putin đó, với anh trung quốc anh nhầm ngó chuyện này đó. À, anh trung quốc đó, thì anh có vẻ anh không muốn vô anh bảo là tại vì kho vũ khí tôi nhỏ quá bây giờ vào kiểm soát thì tôi lỗ đợi tôi bằng mấy anh đó thì tôi mới chơi mới dư mấy anh mỗi anh có 100 quả tôi có năm chục quả bảo tôi giờ mỗi bên giàu 10 quả thì anh còn chín chục, tôi còn có bốn chục, ngu sẽ chơi. Đúng không? Ngu sao? Không? Đứng từ Trung Quốc là ngu. Thế là không chịu. Nhưng mà nó đẩy, Anh Bắc Kinh để ý cái vụ này ghê lắm. Bởi vì nếu mà anh Trung Quốc với Nga mà hợp tác với nhau mà ký được cái thỏa thuận này, thì coi như là kẹt cho Trung Quốc. Kẹt cho Trung Quốc. Ghê lắm. Là bởi vì anh Trung Quốc tự nhiên bị đẩy vào cái thế gọi là kẹt. Hả? Bởi vì đến một lúc nào đó hai anh ấy bảo ê anh phải giảm bớt thôi Đấy không? Thì bây giờ đó Ông Robert O'Brien Cố vấn anh quốc gia Tổng thống Donald Trump tuần rồi ông nói rằng là Tổng thống Trump Chưa có kêu Tổng thống Putin để gặp nhau ở Mỹ Nhưng hy vọng rằng Sẽ được tiếp nhà lãnh đạo Nga như là một cử chỉ để đạt một thỏa thuận liên quan đến À, giảm bớt vũ khí chiến lược của năm 2010 mà tới năm tới là hết hạn. Tức là thưa quý vị 2010 nó kéo dài 10 năm hết hạn năm hết 2020 tức là tới tới 2021 là hết hạn nếu không hết hạn nếu mà không gia hạn đó, thì hai bên lại tha hồ sản xuất vũ khí đó thì đại khái như vậy. Thì đó là cái lời ông Obama nói. Đó. Nhưng mà chưa biết tình hình như thế nào bởi vì ở trong ở ở, ở trong nước Mỹ đó thì các cử tri và các fan cứng của ông trump và cũng như các vị trên bên đảng cộng hòa họ, họ chống lại chuyện này họ không được ngài ơi người dân mỹ họ không ưa ông putin Cái ông mà đi ăn cắp đi ăn cướp cái, 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 cái crimea của ông ta ăn cướp thêm hai cái phần đất ở bên georgia nữa rồi cứ câu cá bắn bánh, bánh con này con kia khoe bắp thịt hôm rồi nó có cái hình tôi không dám đưa lên như bị coi có cái hình ông, ông Putin ông khoe ông chế được vaccine rồi bảo là không có bị sản đứng phụ Ui giời, nó chơi cái hình ông lên photoshop à. Ông đứng câu cá là ngực là nó ngon lành lắm mà. Bảo có cái câu là uống chích vô không bị cái là sản đứng phụ Nhưng mà hai cái đó của ông nó giống như một phụ nữ nó to ra Nhưng mà buồn cười lắm mà tôi không đưa này vi phạm Thằng tôi mới tục mà kể quý vị nghe thôi Cái chuyện vui là chỗ đó Đó Thế thì bây giờ Ông Trump gặp ông Putin trước ngày bầu cử để làm cái gì? À, nó làm cho người ta nhớ lại chuyện năm 2016 và quý vị nhớ sau đó ở Helsinki đây này ông Trâm có lúc đang ngồi ăn tiệc bước qua bên bàn tiệc của ông Putin và nói gì đó thấy không có một người thông dịch viên đi theo người đó nhiên họ cũng tiết lộ bây giờ người ta chưa biết là nói cái gì đó là ông 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 John Putin ông kể trong hồi ký và ông mà nhiều người biết cái chuyện đó lắm mà cho đến bây giờ người ta vẫn không biết là ông Trump nói cái gì đó và ông Trump lâu nay rất vẫn rất, rất muốn gặp ông Putin đó thì người ta đang nghi ngờ là biết đâu lại theo cái thuyết âm mưu là nhờ chàng giúp cho đó. Đó. tại bây giờ thì chẳng sợ rồi hồi trước hạ viện chất phế nhưng mà thượng viện đâu dám chất phế đâu cũng hoài thôi đó. tại vì không có bằng chứng thật ra là chưa có bằng chứng này đúng không chưa có bằng chứng bởi vì ông Robert Mueller khi ông điều tra ông để cái đó cho ông William Barr quyết định cho ông William Barr ông lại xóa cái đó đi ông xóa cái đó đi thành ra ông trump nó không có tội mà nếu không xóa thì mình không biết được Đó là cái mà tôi hiểu nó như vậy Đó. Thế thì bây giờ người ta nói tình hình là có gặp hay không Thì nhiều phần người ta nói là chắc là không gặp Nhưng mà ông Trâm thả thính vậy thôi thả thính Nhưng mà cũng có thể xảy ra lắm Ai chứ ông Trâm là không chuyện gì mà không làm được đó. đó. À, người ta nói hiến pháp Mỹ quy định là tôi, tôi có một hiến pháp đó. Tôi thấy là hiến pháp Trâm là bảo đảm gì cái gì làm cũng được hết nên không cấm là tôi làm láng hết á, tôi đưa cả con tôi vô làm tòa ốc cơ mà. <laughs> Tôi, tôi bổ nhiệm nó vô rồi, rồi tôi làm đủ thứ đó tôi đi đâu đi là nhà tôi rồi này kia thứ cứ cho đến là tính tiền thôi ngày nay tôi ngủ chỗ này mai tôi ngủ chỗ kia ai làm gì tối nó đại khái như vậy thì người ta nghĩ rằng là ông Trump sẽ không gặp nhưng mà chưa biết được còn về phía Trung Quốc thì sao Trung Quốc họ để ý cái này rất kỹ nhưng mà họ cũng đánh cuộc luôn họ nói rằng nga cũng không dám Nga cũng không dám gặp Mỹ trước bầu cử, bởi vì nếu như vậy thì có thể là nguy hiểm cho ông Trump. Thành ra hiện nay đó Nga đó đang có lợi thế nếu ông Trump làm tổng thống, à, nếu ông Trump làm tổng thống thì Nga có lợi thế hơn thì họ không muốn ảnh hưởng cái đó. Biết đâu thua là vài trăm phiếu ở Wisconsin cái đó mất ba 10 cái phiếu cử tri đoàn sao đúng không? Thành ra là cũng ngại ngùng. Nói chung là họ né những cái chuyện này. Nhưng mà có có cái chuyện ông Trump là gọi là bắn tiếng, bắn tiếng là tôi muốn gặp anh Putin có thể là muốn gặp Putin để chỉ mấy chiêu là Ê sao anh ở tới 2036 hay vậy tôi tôi tôi, tôi đang tìm cách lách nhưng mà chưa được Đó, luật Mỹ không cho Đó, cái này có lẽ là bài học của ông Putin thì ông sẽ chỉ cho vài chiêu ông bây giờ là hợp lệ đúng không? thì và cái một cái điều nữa người ta nói rằng cái quan hệ của Mỹ và Nga cũng không thể để Trung Quốc ra bên ngoài à cái này quan trọng nha Chúng ta đừng tưởng rằng ôm Mỹ nói chuyện với ông Nga, kệ trang Trung Quốc là no. Tất cả họ đều nghĩ rằng bây giờ Trung Quốc cũng đóng một vai trò khá là quan trọng. Nhiều người sẽ không thích nữa nhưng mà đó là Mỹ họ làm bởi họ họ không muốn tạo kẻ thù, họ không muốn tạo kẻ thù, thấy không? Họ muốn là ok, làm gì làm có ba anh mình với nhau thì nó tốt hơn chứ còn làm hai anh mà anh kia anh không thích. Rồi nhiều khi là ra ngoài hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc như cần anh phiếu anh anh bỏ phiếu trắng anh bỏ phiếu nô cái chết bà thành ra cần anh là ít nhất anh bỏ phiếu trắng mà phiếu z cho tôi thành ra anh trung quốc vẫn có cái giá trị của anh mặc dù rất nhiều người không thế nhưng mà nó là như thế biết làm sao được chỉ có nước muốn không thích thì đi qua nước khác ở mà thôi còn ở mỹ là còn phải chơi với trung quốc xin quý vị đừng rời màn hình SET, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương ơn quý vị màn của đài truyền hình SCT Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247 Hồi nãy đang nói về chuyện uh, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga Thì nó có một quốc gia nữa ở vùng này đó là Nhật Nền kinh tế thứ, lớn thứ ba trên thế giới trong mấy ngày qua thê thảm Họ bị cái con Covid-19 quánh te tua luôn vị Bắt đầu quý nhớ khoảng tháng Giêng, tháng 3 là họ ok lắm Tôi nhớ có cái tàu uh, Diamond gì ở đầu họ không cho lên bờ Họ làm dữ dội không ai bị, sau này nó bị nặng quá, bây giờ bị nặng và cái quý 2 vừa rồi đó Kinh tế của họ bị giảm mất 27.8% Quý vị thấy không? Gần 28% nhiều lắm Coi như là hơn 1 phần 4 Hơn 1 phần 4 và sau khi điều chỉnh hết các thứ này kia đó văn phòng thủ tướng cho biết là cái đánh giá ban đầu là cái GDP và cái dịch vụ giảm như vậy là 7.8% 7.8% sau khi điều chỉnh lại đó qua đời đối qua đời đó và cái con số tăng trưởng của trong năm chắc chắn là sẽ bị giảm và nó có thể kéo dài tới một năm và quý thấy là xuất cảng của Nhật trong thời gian qua nó bị nó bị giảm lại chỉ vì Covid-19. Và đây là cái đợt mà kinh tế xuống tệ nhất của Nhật kể từ đệ nhị thế chiến tới giờ. Kể từ đệ nhị thế chiến tới giờ. Và chúng ta nhớ là Nhật đó, hồi thập niên 80 họ đã có những chính sách kinh tế, kích thích kinh tế rất là giỏi thập niên 80 họ đẩy cái nền kinh tế lên rồi sau này họ ổn định nhưng mà họ bị Trung Quốc qua mặt tại vì cái 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 gì cái, cái, dân số họ già quá họ không đẻ ra thêm nữa rồi cái số dân họ càng ngày sống càng lâu bây giờ họ mới cho người nước ngoài vào ở ngày xưa họ không cho họ không cho vào họ không muốn giữ cái sắc dân Nhật nó thuần chủng cái đó là sai lầm cái đó là cực kỳ sai lầm của Nhật Đấy không mà bây giờ Nhật chịu tới ngày hôm nay thành ra họ cho các sắc dân khác vào để làm việc để mà Uh, 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 nuôi những người mà đang về hưu thì tôi phải mở mặt này nhiều người không biết cứ tưởng đâu là uh, những người di dân ở đây vào uh, được mỹ cưu mang uh, làm ăn sung sướng rồi còn cứ chửi nước mỹ với lầm mà. chuyện cưu mang làm chuyện nhưng mà chúng tôi phải đi làm để nuôi những người mà đang nghỉ hưu đang nghỉ hưu ok không ai cho quý vị free một cái gì hết đừng có nghĩ là ô qua đây được nước mỹ kêu mang no no sai hết rồi đôi bên cũng có lợi Người Mỹ ta có câu ít khách thu tu ten gỗ cái Đừng bao giờ cảm thấy tự ti mà cảm rằng là Ô chúng ta qua đến nước Mỹ này, nước Mỹ cung mà chúng ta phải thế này phải thế kia Uổng một vé ở Mỹ Uổng luôn, uổng đậm luôn Phải nhớ là làm cho nước Mỹ đi lên Và nước Mỹ cần những cái lao động này Bây giờ Nhật cũng vậy luôn cần lao động để nuôi những cái người mà 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 mà, mà 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 sống thọ á. hồi trước ta tính là 65 tuổi nó tắt thở rồi tới 70, 80, 90, 90 mọi người quý coi mấy ông cộng đồng Việt Nam tôi coi cao khó hàng tuần trên báo người Việt. Ôi giời. U90 nhiều lắm, U80 hiếm lắm. U90 rất nhiều, tức là 89, 90 quay nha à. à, nhiều lắm. Thì thưa quý đó, để quý hiểu rằng là gì? Cái nước Nhật nó đã sai lầm cái chuyện đó. Thì bây giờ họ đang họ đang điều chỉnh lại. Thì bây giờ trở lại cái nền kinh tế của họ thì tính đó qua đợt cái 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 gọi là cái, cái, quý đầu tiên của năm 2009 hồi đó là họ bị bị giảm 17.8% là ghê lắm rồi. Là lúc 2009 quý vị nhớ là cái lúc mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu, không? Nhưng mà sau đó thì họ gượng dậy được. Nhưng mà bây giờ bị con Covid-19 à Covid-19 nó nặng quá. Nó làm cho nghĩa là mọi thứ ngưng hoạt động. Rồi vấn đề gọi là giữ khoảng cách rồi nhiều người phải ở nhà nói chung là không có ra đường được rồi đủ thứ hết nói chung là mọi là nó làm chậm lại thì cái này thưa quý vị nó có một cái đặc biệt nữa là cái anh xã hội nhật đó là một xã hội năng động quý vị nào qua nhật quý vị biết tôi cũng từng qua nó tôi thấy rồi họ làm việc ngày đêm họ làm việc ghê lắm dân nhật làm việc kinh hoàng phải nói là số một anh nào bệnh mà nghỉ ở nhà là một sự sỉ nhục Bệnh mà bảo là nghỉ ở nhà hôm nay bị bệnh đó là một sự sỉ nhục Bệnh cũng đi làm luôn Cái văn hóa của họ nó là như vậy Đó là lý do tại sao đất nước lên dễ sợ luôn Mà bây giờ không bệnh mà bị Covid-19 cho ở nhà Thì nói thiệt với quý vị chỉ có nước tắt thở đấy Bởi vì sao những người này họ làm một tuần là không phải 40 tiếng Họ làm năm 5, 60 tiếng, 7, 80 tiếng Họ làm dữ lắm, nhân nhật kinh hoàng luôn Thế bây giờ bị Covid-19 nó chặn lại Đâm ra là nó cũng mất khí thế họ nào Nó mất khí thế nước Nhật này đó Thế bây giờ nhìn chung đó là từ tháng riêng tới tháng 3 là nó chỉ giảm cái này kinh tế nó giảm có bao nhiêu chấm sáu thôi thấy không rồi qua đến tháng 10 và tháng 12 cái này của năm ngoái xin lỗi phải nói rõ năm ngoái là nó giảm 1.8 phần nó giảm 1.8 sau đó thì nó vào cái gọi là uh, cái gì suy thoái và cái, cái quý đầu tiên của năm nay và thế là dính Covid-19 vô là thôi ăn mày luôn À, nếu mà so sánh á, nền kinh tế của Mỹ đó, thì kinh tế Mỹ là bị co giãn 33%, co lại 33%. Thì ông Nhật đó à, bên bên ông 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 Bắc Anh Lê đó, thì là 20.4%. Nhật về là 27.8% là cũng ngang ngửa quý vị thấy không? Mỹ là Mỹ là 3 33%. Đó. Toàn những nền kinh tế lớn không à, thành ra thưa quý vị cái, cái cái tương lai mà vấn đề kinh tế của thế giới là nó mệt ghê lắm chỉ có anh Trung Quốc đó là nghe nói là anh tăng anh không có giảm nó lại nghe là không 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 thích nhưng mà giờ anh nói anh tăng mình biết sao giờ trừ khi nó dối rồi mình không biết nhưng mà đó là sự kiện anh nói như thế thì tôi chỉ biết nói như thế thế nhưng mà đó cộng lại những cái này thì thưa quý vị coi như là à chưa kể thị trường chứng khoán của họ cũng bị giảm luôn giảm luôn với Nikkei 225 nó giảm chấm 7 hôm thứ hai vừa rồi đó. nói chung đó là cái nền kinh tế này nó bị một cái kẹp là trước giờ nó năng động nhưng mà nó không có uh, đa dạng nó không có đa dạng vì họ muốn thuần túy người Nhật nói thẳng luôn là họ cũng có hơi kỳ thị trong đó họ không thích cho nó khác vào thuần nhân Nhật ở thôi thành ra là họ làm cái gì họ tự hào cái văn hóa họ cho nên họ làm nhiều cái rất là tốt người ta là Nhật không ngó qua Nhật Nhật nó đâu cũng Nhật 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 hết là tất cả Tự nhiên có một anh Việt Nam hay Campodia hay Indonesia là gọi là, là lọt vô thì nó hơi khó chịu, nhưng mà cái đó là cái sai lầm, nó cái sai lầm. Và quý vị biết sau này đó, khi mà những người mà Việt Nam tôi biết đó, đi qua bên Nhật làm việc đó, là họ cho học nghề, tại vì Việt Nam qua nó không thể nào học đại học. Ngoại trừ những người nào trẻ, khá có tiền mới học đại học nổi, chứ không thể học nổi là thường qua học nghề học nghề ra làm và cái đó người Nhật nó cần nhất cần những cái gọi là nghề mà gọi là tương đối là nó ở giữa nó không phải là cái nghề thấp quá mà không phải nghề cao quá mà cái nghề ở giữa giữa đó Nghĩa là làm những cái công việc mà gọi là hơi kỹ thuật một tí là người Nhật họ rất cần cái đó bởi vì Nhật là họ kỹ sư họ làm những chuyện cao cấp không à thành ra là cái đó bây giờ là 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 là, là anh Nhật anh bắt đầu là anh anh, anh 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 áp dụng cái đó thì không biết là bao giờ thì bởi vì thưa quý vị cái đó nó mất một thời gian lâu lắm Tôi trở lại vấn đề là bây giờ đang tất cả những cái đang làm như vậy thì bây giờ Nhật bị Covid-19 nó ảnh hưởng. À, nó làm cho nước Nhật cũng điêu đứng. Và đương nhiên Nhật chính phủ Nhật sẽ bơm tiền ra giống như Mỹ bơm tiền thì hôm trước họ bơm tiền ra họ cho người đâu mấy trăm đô la đó. Nhưng mà có vẻ không ăn thua gì cả bởi vì cái đợt hai nó nặng hơn. Đợt hai nó nặng hơn nhiều bây giờ anh Nam hàng cũng sức bức sang bang Việt Nam giờ cũng mệt như anh bây giờ mệt hết. Mà đợt hai thì nó nặng hơn đợt một đó. Thì Covid-19 thì nó làm cho các nước điêu đứng chỉ các anh Trung Quốc thì là mình không thấy nói gì cả thì không biết sao các Mỹ là cũng sấp bất sắc bang luôn nè à, thì đó là cái tình hình của nước Nhật trong cái những cái ngày vừa qua à, và tình hình là Covid 19 à, và cũng như là tình hình ở bên Nga và bên Mỹ hai ông kẹ muốn gặp nhau à, thì đó là những cái mà chúng tôi gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau